Tôi xin thưa với quý vị là lân múa hay nhờ pháo, con người ta vui tươi tỉnh táo nhờ có nhiều đô la. Còn nghệ sĩ ca hay là nhờ tiếng vỗ tay của quý vị. Vậy xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Medulla Madonna. How do you do, sir? Ai đu sao tôi đu vậy? Trời ơi. Madonna Huyền xin kính chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị, khỏi cần giới thiệu với quý vị thì quý vị cũng nhìn thấy nổi cái tướng đi và cách ăn mặc của nữ nghệ sĩ này. Quý vị cũng hình dung đây là một con người hành tinh. Hả? Dạ, xin lỗi, một minh tinh điện ảnh. Dạ cô Medulla Madonna Huyền, tôi muốn xin hỏi cô, cô có thể cho khán giả và tôi biết về cô thích ca loại thể loại nhạc nào vậy? Tôi chuyên ca những loại của FBI. Ủa, không phải, những loại nhạc thịnh hành nhất hiện nay. À, thịnh hành nhất hiện nay. Vậy là cô ca nha, rock and roll, rap hay là new way? Ồ, mấy cái loại đó xưa cũ lắm rồi. Bây giờ tôi ca những thể điệu mới hơn. Đó là thể điệu freeway. Freeway. Dạ thưa cô, vậy chứ freeway là sao? Thể điệu freeway là một thể điệu hát tự do. Ai muốn hát sao thì hát. Khán giả nghe được thì nghe, nghe không được thì ráng chịu. Vậy cô có thể trình bày một cái thể loại điệu freeway cho bà con cô bác nghe. Dạ được. Tôi xin trình bày nhạc phẩm The Mix of the Music. The Mix of the Music. Dạ. Là sao cô cho tôi biết coi? Có nghĩa là sự pha trộn của âm nhạc. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thà rằng không biết thời thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn. Tuổi thân Phật sao quá đắng cay, cũng vì bà Tám bà Hai nói cái mặt tôi giống lai nhìn tựa con heo quay. Tôi thề cho có nói sai cho chị Tám chị Hai bẻ loại cả hai tay, để tối cứ bài bàn chắc đắng chắc cay mà người ta dục bỏ không. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa để quên hết đi những việc trong nhà. New way, dàn tạc ra Toyota. Định mệnh trái ngang đường đời đối ngã đường, tôi đi đường anh anh ở tình nghĩa đôi ta, tôi thề muôn kiếp chia lìa. Còn thiện tay thiện tay. Hay quá. Tại kính thưa quý vị một lần nữa, Medulla Madonna Huyền. Madonna Huyền xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị lần sau. Madonna sẽ không hát những loại nhạc ở freeway nữa mà sẽ hát những loại nhạc ở đường trong. Bye bye. Đúng rồi, đúng là thể loại nhạc freeway rồi. Lạng lách quá trời, chóng mặt muốn chết. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin giới thiệu với quý vị một khám phá mới nữa. Một giọng ca ít khi xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện đều gây cho khán giả một ấn tượng khó chịu. Ê, xin lỗi, một ấn tượng dễ chịu. Giọng ca hay mà không kênh kiệu mà cũng không cường điệu. Ca rất êm dịu, có khi ca rất mùi rượu, vì vậy tôi mới giới thiệu cho những người sành điệu. Mà nữ ca sĩ này có một tên rất dài. Đây xin giới thiệu quý vị, Công Tằng Tôn Nữ Trà My Diệu Hiền Bành Thị Thanh Ngô. Quỷ sứ giới thiệu người ta ra rồi bỏ chạy mất tiêu à. Quỷ sứ ghét dễ sợ luôn gì đó. Trời ơi. Giới thiệu người ta ra cái bỏ chạy mất tiêu à. Hương đây hả? Hương đây chứ còn ai nữa.
Trời ơi, hình như là Chung có gặp Hương một lần ở đâu nè. Thiệt không? Thiệt. Đâu nhớ là coi gặp đâu vậy? Để tôi suy nghĩ coi, hình như là... À rồi, gặp Hương ở bên đèo. Anh nói sao? Hương bên đèo. Gặp Hương bên đèo, nói ngược lại là gặp heo ở bên đường đó hả? Trời ơi, mặt ta về nói ta mặt heo kìa. Quỷ sứ không đem hát nào. Ê, thôi mà, xin lỗi vuốt giận. Dễ sợ luôn á. Thôi vuốt giận. Mặt gì không mặt heo. Thôi quá trời quá đất, đó giờ chưa ai nói mình dễ trơn á. Rồi. Trời sợ lép. Quỷ sứ lợi dụng tình thế rồi dê ta hả? Không có đâu. Tự nhiên anh thấy em sao anh thương liền à. Thương thiệt không? Trời ơi, thề với em anh thương trời em lắm. Trời ơi, sao mà anh xứng với em được, trời người anh cũng tắc tám mà. Nhưng mà em nói nghe, người em khó tánh lắm nha. Anh thương mấy đó. Người nào mà muốn thương em đó phải biết ca hát em mới chịu đó. Vậy hay không? Anh biết ca hát gì không? Anh biết ca cổ nhạc chứ anh không biết ca tân nhạc. Cổ nhạc hả? Cái loại này mới mà phải không? Mới anh ca thử em nghe một bài coi. Ca rồi anh cưới em chịu không? Đó tính sao đi. Rồi tính sao đi, bây giờ anh ca giờ một câu giọng cổ toàn là chữ C không? Cái gì? Chữ C không? Trời ơi, ca giọng cổ mà toàn bằng chữ C không hả? Trời ơi, cái chữ đó khó ca lắm đó. Anh à, anh nói em nghe. Đầu câu cuối câu đều chữ C hết. Bây giờ anh nói cái tựa cho em nghe là chữ C rồi. Cái tựa là gì vậy? Cái tựa câu giọng cổ này gọi là cô chính chơi chim. Trời ơi, tựa gì nghe hồi hộp quá trời một cách vậy. Đây dặn ca nghe nha. Nghe. Cậu cả cẳng cậu cười cô chính cảnh. Cậu cười cô chính chắc cô chính chịu chơi chim. Chim cu chim cu chim cúc chim câu chim cò chim cường. Trời chơi nhiều quá vậy. Cô chính còn chịu chơi chim cao cổ chim chuyền chuyện chim chích chòe. Hay quá. Chắc cậu cảnh cậu coi cô chính chơi chim. Cậu cợt cợt cậu cười. Vậy hả? Coi cà, cái cổ cô chính cong cong. Cái cảnh cô chính cục cổ còn cúng cúng cổ co. Cổ còn cái cỏ cù cưa. Cô cam cô cam cũng còn cười cô cậu cười. Cái cổ của cô, cổ cô càng cục thì cảnh cô càng cùi. Trời ơi. Hay quá trời luôn vậy đó. Thương không? Thì cưới đó tính sao? Phần cưới đó mình tính sao đi nha. Bây giờ Hương có thể cho Chung và quý vị khán giả biết cái lý do nào mà con đường nào mà dẫn dắt Hương vào nghề ca hát đó. Con đường nào dẫn Hương vào nghề ca hát hả? Đó là con đường Bosa với Magnolia. Bosa gì sao kỳ vậy? Anh biết tại sao mà Hương đi trên con đường Bosa với Magnolia không? Tại sao? Biết để làm chi không? Để chi vậy? Để lụm lon. Cái chữ lượm lon ở đâu có dính líu nghề ca hát của em đâu. Trời ơi, có chứ sao không có. Sao? Biết sao, hồi xưa gia đình của Hương giàu có lắm đó. Nhưng mà Hương lúc nào cũng sống trong cảnh túng thiếu hết trơn. Ôi trời, nghĩ ra sao vậy? Biết tại sao sống túng thiếu không? Sao vậy? Tại vì Hương đánh bài. Ôi trời ơi, đánh bài hả? Bởi vậy gia đình mới dặn bỏ Hương ra ngoài đường. Trời ơi, không lượm lon lấy gì sống. Rồi bây giờ là lý do nào mà đưa Hương vào nghề ca hát? Trời, anh biết không, ngày nào cũng lượm lon từ sáng tới chiều tối đó. Mà chưa đủ tiền đặt một cây nữa. Cho nên sau này thấy làm ca sĩ dễ hơn. Cho nên là Hương mới đổi qua làm ca sĩ. Vậy hả? Bây giờ Hương có thể ca một bài hát đặc biệt để mà giúp vui bà con được không? Dạ được. Liêm hát làm bài, những bài hát là của Hương là toàn có nội dung hết đó. Rồi. Nội dung bài hát này nói lên lòng chung thủy của người phụ nữ. Khi mà có một người chồng suốt ngày phải vì công việc bỏ bê vợ con ở nhà. Nhưng mà người phụ nữ với một mực thủy chung. Bài hát được mang tựa đề I don't want to sleep alone. I don't like sleep alone. I would like sleep with you. If you don't like sleep with me, I never sleep alone. Got to meet the round, got to meet the white, got to meet the ring. I don't care you are, I want it all.
I want you. Going to meet the round, going to meet the white, going to meet the green. I don't care you are, I want it all. I want you. Going to meet the round, going to meet the green. Thôi, trời ơi, ta lợi đông quá, ta kêu gì nữa. Trời ơi, ngủ độc thân ngoài sân ngủ nội. Dạ, kính thưa gì một lần nữa, công tàng tôn nữ trà mới diệu hiền Bành Thị Thanh Hương. Dạ, Thanh Hương xin kính chào quý vị. Trời ơi, đi đánh bài, sắp đóng cửa rồi. Dạ, kính thưa gì, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị hai giọng ca mới. Bây giờ, lần lượt chúng tôi sẽ từng tự gửi đến quý vị những khám phá mới nữa. Những lần sau, bây giờ xin quý vị cho một tràng pháo tay thật kêu cho hai khám phá mới nhất hiện nay. Mời. Dạ. Văn Trung, Bảo Liêm và Mai Lệ Quyền xin kính chào quý vị. Hôm nay tòa chúng tôi sẽ mở một phiên tòa để xét xử một vụ án rất là quan trọng. Đó là vợ giết chồng. Và xin mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Thành thật cảm ơn. Phiên tòa xin phép được bắt đầu. Cho mời bị cáo ra hầu tòa. Nguyễn Thị Loan là một người có học, một cô gái đợt sống mới, luôn luôn tìm cách thoát ly gia đình chồng. Thị Loan đã giết chồng, một người chồng hiền lành, trong lúc giận dữ. Thị Loan đã có tội với gia đình, nhưng tội lớn nhất là cố ý giết người. Tiếp theo, cho mời nhân chứng thứ nhất vô hầu tòa. Cháu là Ngô Thị Diệu Bích, em của Ngô Văn Thân, tức là nạn nhân đấy. Nhưng mà cháu sợ lắm mà. Không có gì sợ hết, khai đi. Dạ vâng, cháu xin nói tất thần tật tuốt tuột tuột những việc cháu thấy, những gì cháu nghe, những điều cháu biết, không một lời gian dối, không một chữ điều ngoa, không một từ người miệng. Cháu xin thề là rất thành thật và không hề toan tính đâu ạ. Ra trước tòa bác khai giống như kêu lô tô. Thôi, cho ta biết đi, cô có quan hệ thế nào với lại bị cáo? Con đấy, con giết người đấy. Nó là chị dâu của cháu. Mặc dù là chị dâu, nhưng mà nó nhỏ tuổi hơn cháu đấy ạ. Đâu để tính xem nào. Tí xỉu dần mẹo thình tịnh. Độ chục tuổi chứ mấy. Thiếu 2 tuổi nữa thành giáp rồi. Vâng, ấy nhưng mà ai trông vào cũng bảo rằng là cháu trông trẻ trung hơn, xinh tươi hơn mà còn hiền lành hơn nữa đấy. Ai như cái quân, nhìn bề ngoài trông nhu mì như thế mà bên trong như một con rắn độc. Thôi khai đi. Eo ơi, nhắc đến rắn cháu lại sợ lắm mà. Sợ mà khai đi. Xin tòa đừng gõ nữa, cứ mỗi lần tòa gõ là như ai đấm thủn tụt vào trong ngực của cháu, sợ lắm, thôi để cháu khai hết ngày ạ. Vâng, cho đến bây giờ cháu vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái đêm hôm ấy. Đêm hôm ấy cháu làm sao nhỉ? Cháu sợ. Sợ phải nhìn mặt con ác phụ này. Ôi giời ạ, nó phải tu lận 9 kiếp mới được lọt vào gia đình nhà cháu nhá. Mà phải tu cả đến 12 đời mới cưới được anh cháu đấy ạ. Anh cháu đấy, Ngô Văn Thân, tức là nạn nhân đấy. Chết rồi đấy. Đẹp trai lắm cơ ạ. Nó có tất cả trong tay đấy mà không biết quý. Trả bù cho tấm thân yếu liễu tơ đào của cháu.
đi lễ Phật hết chùa này sang chùa khác, ăn chay hết dầm này sang đến dầm khác. Ấy thế mà vẫn chiếc bóng đơn côi trong chiều tà đấy tòa. Trời ơi, thế là ế thôi. Không ạ, à, không ế đâu ạ, à, không hề ạ. À. Này nhá, để cháu dẫn chứng cho mà xem nhá. Cứ mỗi lần mà đi xin lễ chùa đấy, là cả bọn đàn ông nối một cái đuôi dài như thế này này, đi theo cháu. Cháu không nói phép đâu nhá, cháu còn quay lại cho hỏi. Này, làm gì mà các anh đi theo em mãi thế? Ôi, cả bọn trả lời một loạt, trả lời như thế này. Trả lời sao? Thì đi theo để mà ngắm cái gáy của em chứ làm gì rồi bỏ chạy tuốt đi, thế mới có tức tiền không chứ lệ. À, hiểu rồi, tòa hiểu rồi. Như vậy là chạy theo nhìn cái gái. Vâng ạ. À. Xong rồi thấy cái mặt nó chạy luôn. Ấy thế mới bảo là bọn đàn ông giờ hơi ấm đầu hết cả rồi. À. Người đẹp như thế này mà lại không ngắm. Đi theo để chỉ mà ngắm cái gáy làm cái khoái khỉ thì tức tiền. Thôi, vô vấn đề đi. Này thôi nhá. Đủ rồi nhá, bỏ ngay xuống nhá, không gõ nữa nhá, sốt cả ruột nhá. Nào, bây giờ muốn hỏi như thế nào? Vòng 1 này, vòng 2, vòng 3 này, có thầy trả lời tốt đây. Vô thẳng vấn đề hỏi đây nào, muốn hỏi gì thêm nào? Nhanh, hỏi gì thêm nào? Bây giờ tôi phiên em sợ. Thôi, hỏi nào, mà. Tòa với tòa, nóng cả người, sốt cả ruột. Vậy mới hiểu tại sao ế rồi. Này người ta sợ bà chứ bà sợ người ta. Thôi mời nhân chứng kế tiếp đi. Mời nhân chứng kế tiếp. Đâu rồi sống ra? Lầm bầm lẩm bẩm như thế bố ai mà nghe được. Lúc cần không chịu gõ, bây giờ gõ này, gõ cho to vào nhé. Dạ dạ. Cho mời nhân chứng thứ hai ra hầu tòa. Đến mấy bạn biết chưa? Tôi là Lê Thị Lợi, tức là bà Phán Lợi, mẹ của nạn nhân Ngô Văn Thân. À, thì ra đây là bà Phán Lợi. Ê lộn, Phán Lợi. Vậy thì trước tòa yêu cầu bà thành khẩn khai sự thật. Vâng ạ, không những trước tòa mà trước trời Phật Thánh Thần, tôi xin nói ra tất cả sự thật ạ. Ôi giời cao đất dày ơi, từng cái tuổi này này là cái tuổi vui thú điền viên với con với cháu, mà giờ đây tôi đứng trước tòa để khai tội con dâu tôi thì thật là vô phúc mục mả. Vâng, người ta thường nói của rẻ là của ôi, lấy phải dâu dại khốn tôi trăm đường ạ. Vâng, thưa với tòa, đây, con dâu của tôi đây ạ. Cái ngày mà tôi mang mâm quả, tôi rước nó về làm dâu, tôi những tưởng là tôi hãnh diện với bà con chòm xóm vì nó là một đứa có học ạ. Nhưng mà không ngờ, tôi đã lầm to. Về nhà tôi, nó ỉ nó có học, nó ỉ nó đợt sống mới, nó coi thường tất cả mọi người trong gia đình. Nó đi không thưa, nó về không trình, nó coi nhà như là nhà không có chủ, thật là muối mặt. Thưa mẹ, từ ngày con về gia đình này, trong tâm niệm của con vẫn luôn coi gia đình mẹ cũng như gia đình con. Nếu mẹ nhớ thì đi đâu con cũng đều viết giấy để lại cả. Viết giấy để lại à? Mợ viết giấy đấy tòa, nó nhạo tôi đấy vì tôi đâu có biết chữ đâu mà tôi đọc. Câm mồm. Cái vô duyên chửi nói đã cười. Mợ nói làm sao? Thế mợ vạch cả cái nhà tôi mà chỉ xem là ai biết chữ để mà đọc giấy mợ viết hả? Thế mợ viết làm gì? Mợ viết cho bố mợ đọc à? Mợ đừng có ỷ là mợ tốt nghiệp cao đẳng lớp 4 tiểu học mà mợ coi khinh tất cả những người không có học nha. Tôi đây này, chữ cắn làm đôi không biết đây này,
mà nước lã tôi vã lên hồ đấy nhá. Tôi đây này, tới từng tuổi này rồi, mặt ngang mặt dọc chữ y chữ tờ tôi không hề biết gì cả. Nhưng mà vào vấn đề, ý tôi nói có nghĩa là tuy là tôi không biết đọc nhưng mà tôi biết làm toán ạ. À, tính nhẩm hay lắm ạ. À, tôi nói thí dụ chẳng hạn như là cái nồi giò lụa diêm của tôi đấy. Khoan, diêm là gì? Diêm tức là cho muối, cho mắm và là cho giò nó mặn lên, có nghĩa là kho đấy ạ. À, kho nó đại kho đấy. Diêm nó bắt ai hiểu. Thì tôi quen cái chữ diêm rồi ạ. À, thế tôi tiếp được không Toàn? Tiếp đi. Vâng, thế thì cái nồi giò lụa kho ạ. Vâng. Cái nồi giò lụa kho của tôi nhá, tôi đếm 26 miếng, tôi treo trên nắp bếp. Khi mà tôi bỏ xuống đó, nó chỉ còn 20 miếng là tôi biết có cái quân nào ăn vụng hết 5 miếng. Mẹ ơi, mẹ làm toán nhầm rồi. 26 miếng mà trừ 20 miếng là còn 6 miếng mới phải đấy mẹ. 6 ạ, 6 miếng mẹ. Thôi mẹ vào ngồi đi, mẹ nhanh hiểu đoạn quá. 6 thì đã sao? Ta bảo 5 miếng đây có nghĩa là 5 miếng cái quân ăn vụng nó ăn, còn miếng thứ 6 là tao ăn. Biết chưa mẹ ăn à? Ừ, mẹ không nói ai mà biết. Sao? Trời ơi, mà Toàn nghĩ coi trời của tôi làm ra mà tôi không ăn, tôi để người khác ăn, tôi tức tôi phải ăn chứ Toàn, đúng không Toàn? Rồi tiếp tục vô vấn đề đi. À thôi, thôi để tôi vô vấn đề chứ mất thì giờ Toàn, và tôi xin lại tôi kể hết cho Toàn nghe như thế này. Thật sự ra đây này, tôi có mỗi một thằng con trai, cái này con gái, còn con trai chỉ được có một thằng thôi ạ. Mà ôi giời ơi, nó to khỏe đẹp trai nhất làng đấy. Trời, tôi thương nó lắm mà. Đây tôi mới chọn mãi mới được dâu này đấy. Tôi rước về nhà dâu có học. Đây rồi để tôi tự nghĩ là một mình nó không đủ sức hay là chiều chuộng chồng, đâm ra tôi lại cưới thêm vợ hai cho thằng con trai tôi nữa ạ. Đây thì vợ hai nó hôm nay nó ốm nặng, nó nằm nhà. Nó tên là cái Tuất. À, vâng, mà tôi thì công bằng lắm, tôi bảo hai chị em vợ cả vợ hai có chia nhau ra đấy, chia nhau ra mà chiều chồng, đứa ngày trắng đứa ngày lẻ. Ủa vậy ngày chủ nhật sao? Ngày chủ nhật thì tôi sợ con trai tôi nó buồn chán đấy. À, tôi lại khuyên cháu nó thôi thì cứ đi nghe hát Ả Đào cho nó sướng thân ạ. À, trời ơi, vậy con trai bà có phước quá ha. Có một mỗi một thằng ấy mà tòa. Rồi chồng của bà có được vậy không? Trời ơi, nhắc đến chồng ơi thì tôi uất hận ngàn đời đấy Tòa. Sao vậy? Ôi trời, thằng chồng tôi nó bất nhân lắm Tòa. Nó ăn chơi biết đủ mùi đời. Khi vui thuốc viện mà khi buồn tình nhân. Kinh có lắm. Không? Có. Nó có đấy à, tôi bắt tại trận mà còn chối nè. Hả? Hay còn chối à? Ủa mắc mớ gì tôi chối? Ôi, nhưng tôi bảo là chồng tôi, không có bảo Tòa đâu. Nói tiếp đi, rồi chồng ta sao? Ôi trời ơi, nó đời tôi sống với chồng tôi nó khổ khốn khổ nạn đấy ạ. À, sao nữa? Nó tám bà vợ. Mà tôi là già nhất Tòa. Mà Tòa cứ nghĩ xem, một tuần chỉ có 7 đêm, tìm đâu đêm 8 để mà vui xuân. Nó khổ cung đấy, thường thường. Khoan. Sao bà chửi chồng bà nhìn mặt Tòa? Tôi có thói quen. Tôi nhìn thấy chồng tôi cứ chỉa sang đây. Thôi. Khai tiếp đi. Khai tiếp. Con ơi, thế mẹ tới cái đoạn nào rồi con? Trời ơi, chồng mẹ đấy. À, lại chỉ Tòa. Khai tiếp đi. Dạ vâng, sao mà ông Tòa cũng giống bố mày thế không biết. Sao cái giống mày người ta cứ nghiến răng lên. Tiếp đi. Dạ vâng, khai tiếp đi ạ. Vâng. Rồi đấy thì tôi mới cưới vợ hai cho thằng con tôi. Ừ. Thế bây giờ nhà nó bắt đầu gây ra thù hận ạ. À, cái con bé vợ hai thì nó hiền lành lắm. Ừ. Rồi cái con này nó đâm lòng thù hận nó mới trả thù ạ. À, ôi dồi ôi, đây này, đây tôi nói cụ thể thế này thế này. Hôm vừa rồi nhà tôi có một cái dỗ kỵ nó lớn lắm, nó quan trọng lắm. Cái con này này, cái con mợ cả này nó chả phải làm gì, nó lười lắm. À, nó chỉ có thắp coi như hương quả khoảng 12 cái bàn thờ tổ tiên của nhà. Rồi nó dọn cái nhà ngói ba tòa của tôi. Đấy rồi nó lại coi như là cỗ bàn nó phải bày ra. Còn cái con vợ hai nó hiền thì tôi bắt nó coi dùng nấu dùng cái nồi hải sâm. Rồi con vợ hai nó bận
giao cho nó mà nó lơ là làm sao mà cháy cái nồi hải sâm cả lạng vàng của tôi đấy ạ. Nó hận con vợ hai thế đấy. Nhưng mà khi nó làm cháy rồi tôi biết là lỗi của con này. Con này nó hận thù nó trả thù. Cho nên tôi không nói một lời nặng nề nào với nó cả đấy ạ. Vâng ạ, khổ thân mẹ cháu lắm đấy ạ. Đấy, cháu rất là nhân từ và bao dung. Mẹ cháu có làm gì nó đâu ạ. Mẹ cháu chỉ bay đến túm tóc lên mẹ cháu bảo là: này, tôi là hiền đó nhá. Mẹ chồng ghét đặt cả cái nồi hải sâm vào mặt rồi. Giờ này cũng sờ sờ đấy ạ. Đúng không mẹ? Tao biết mãi làm sao đến giờ mày chưa chồng rồi đấy. Vâng ạ. Vâng ạ. Đây đây, tôi có tạt đâu ạ. Thẳng vấn đề đi. Dạ vâng, vấn đề ạ. Vâng, vâng, tôi đâu có tạt nó đâu. Nhưng mà nó vẫn tức. Nó tức nó hận thù lắm đấy ạ. Ôi giời, nó trả thù tôi nhiều lắm nhá. Nói nó ngay thì nó có một cái công là nó đẻ cho tôi thằng cháu nội. Con tôi, con mợ, nhưng mà là cháu của tôi mà biết không. Cháu đích tôn của tôi mà có biết không. Ai có cháu rồi mới biết. Mình thương con một mà mình thương cháu tới 10. Ôi giời ơi, tôi thương thằng bé đứt ruột đứt gan ra đấy. Rồi thằng bé độ khoảng 1 tuổi thì thằng bé nó ốm tọa. Mà tôi nuôi con tôi biết mà. Con nít mà nó ốm thì chỉ có ma nhập thôi chứ chả có gì cả. Thế rồi coi như tôi mới đưa thằng bé đến thầy pháp cúng kiến chạy chữa. Coi như gần xong rồi thì nó răng thằng bé nó đưa đi doctor. Thầy chữa hay lắm đấy ạ. Thầy lấy cái roi dâu dài như thế này nè. Quất 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 quất. Quất vào con ma. Càng quất con ma càng xanh càng mệt đấy tòa. Cái gì? Con ma ở đâu? Thì con ma trong người thằng bé, tức là quất thằng bé đấy. Dạ vâng ạ, quất thằng bé đấy ạ. Thầy pháp giỏi lắm. Thầy dùng cái dài, cái roi nó ngắn thế này này. Thầy nghiến răng thầy quất. Thầy quất 10 ngày mà thằng bé nó còn thoi thóp đấy ạ. Mà cái con ác độc này, nó răng thằng bé ra, nó đưa vào nhà thương, nó gặp đốc tờ Tây. Cứ on đơ toa bạc xăng phăng lê, cái gì tôi chả hiểu. Rồi đốc tờ đưa nguyên một cái kim dài như thế này này. Lùi thằng bé qua, lùi ra thằng bé chết ngay trên tay tôi đó. Không, các thầy bùa thầy pháp đã giết chết con. Mẹ đừng đổ tội cho con. Ai? Mẹ hãy trả lời con đi, ai là người giết chết con? Ai? Thế mợ nói ai? Mợ nói ai giết hả? Mợ đừng có bốc lửa bỏ vào tay người nhá. Ý là mợ nói tôi giết con tôi giết cháu tôi à? Ôi trời ơi, tôi độc ác như thế mà tôi chết nửa đời người tôi đây tòa. Còn xin tòa, tòa hãy nhìn con đàn bà này. Chồng chết con chết mà mặt nó cứ cưng cưng ra như vậy. Tôi hỏi tại sao mợ không nhỏ một giọt nước mắt xót thương cho chồng cho con. Thì nó nói là nước mắt không vơi được nỗi sâu. Thưa tòa, người đàn bà này là người đàn bà không có trái tim. Bàn tay người đàn bà này vướng máu. Tôi xin tòa phạt thật nặng. Cái loại gái non cuồng say với những làn sóng lãng mạn mới này mà quên đi thiên chức của một người vợ hiền dâu thảo. Vì những người này gia đình sẽ lung lay. Mà gia đình lung lay thì xã hội sẽ lung lay. Mà xã hội an nam ta cần vững chắc là nhờ có gia đình. Gia đình, gia đình. Không, cho tôi được nói. Mày không được nói. Mời bị cáo. Thưa tòa, tôi xin được nói ở đây không phải là để tòa rủ lòng thương tôi, bởi vì tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những hình phạt mà xã hội sẽ dành cho tôi. Tôi chỉ xin nói ở đây một lời cuối cùng rằng tôi không giết chồng tôi và tôi không giết con tôi. Xấu đấy ạ. Tôi xin lỗi cô Bích. Vì tôi mà cô đã mất đi một người anh đáng kính. Xin cô nhắn với mợ hai dùm. Vì tôi mà mợ hai đã trở thành quá buộc. Thưa bà, tôi xin lỗi bà.
Vì tôi mà con trai bà đã thiệt mạng oan. Cho đến giờ phút này, tôi đã không còn là con dâu của bà nữa. Nhưng ngày hôm nay, tôi xin được nói hết tất cả những gì tôi suy nghĩ về bà trong bấy lâu nay. Thưa bà, tôi và bà sẽ không bao giờ có thể hiểu nhau được, nhưng phải sống chung trong một mái nhà thì sự xung đột khó có thể nào tránh khỏi. Đối với tôi, cho dù có phải chịu cảnh tù tội, tôi cũng không nửa lời oán trách ai. Còn bà, nếu bà vẫn coi tôi như kẻ thù, thì đó là quyền riêng của bà. Xét về một mặt nào đó, thì tôi và bà cũng đều chung một số phận. Phận làm dâu, cay đắng, nghiệt ngã, phải chịu đựng trong câm lặng. Mẹ! Mẹ! Tôi chỉ xin những người ở nơi đây hãy khoan dung mà suy nghĩ lại cho tôi, rằng trong tất thảy những điều đó thì tôi và bà vẫn là những người đau đớn nhất. Không! Không! Mày mà đau đớn gì? Tao mới là người đau đớn thế này. Mày nói không phải lỗi tại ai? Tại sao con tao chết? Mày nói không lỗi tại ai mà anh tao tự dưng lăn tùm lum chết à? Tại sao? Trần Tân, tòa cho mời nhân chứng cuối cùng, cô Lê Thị Muốn. Con Muốn là ai thế mẹ? Tôi khóc sốt ruột quá. Thế mày coi sóc trong nhà mà không biết con Muốn là ai à? Con Muốn là đứa nào? Hay thôi đừng dài mồm khóc nó sốt ruột. Thế là con Muốn, con Muốn. Ôi chết, hay nhà này có gián điệp. Thôi chết. Con Sen. Con Sen nhà mình mẹ, con Sen. Con Sen. Dạ, con lạy tòa, con lạy bà, con lạy cô. Cô bé, khai đi con. Tôi xin phép tòa. Con bé này tôi nuôi nó từ nhỏ, nên tôi biết nó rút rát lắm ạ. Tòa có thể cho tôi nói chuyện với nó một vài câu rồi nó sẽ khai ngay ạ, được không ạ? Vâng, cảm ơn tòa. Xem đó hả con, khốn khổ. Đứng lên. Hay, gấp của đáng tội. Hôm nay mày ra tòa, bà mới biết mày tên Muống đây này. Chứ ở nhà cứ gọi mày con Sen không à. Khổ quá đây này. Hôm nay được tòa vời ra là phúc lắm đó nha con nhá. Khai cho thành thật nhá. Đây, tao hôm nay tao mới lại có thì giờ ngắm nó một tí đây ạ. Vâng, gấp nuôi mày lớn bỗng ra đây này. Này, thế bà quên hồi đấy thầy U mày bán mày gán nợ cho bà năm mày bao nhiêu tuổi nhỉ? Sáu đâu mà sáu, gấp thầy U mày nói dối chứ. Năm đấy mày 4 tuổi rưỡi thôi à. Vâng, nó bé như cái cục khoai ấy ạ. À. Mà tôi thì, vâng, tôi tội nghiệp, tôi thương nó lắm. Tôi chả cho nó làm gì cả, nó chỉ có chơi thôi ạ. À. Nó ở với tôi nó sung sướng lắm tòa, có đúng không con? À, con chỉ có việc gà gãy cân bà. Con đứa trâu ra đồng mà. Ừ. Xong con đi vắt lúa. Ừ. Rồi về nấu cám cho lợn, thổi cơm cho bà. Đấy. Con quét dọn vườn tược. Vâng. Rồi đi ngược ra đồng đem trâu về nhà. Dạ. Sao lại thổi cơm cho lợn nấu cám cho bà? Mày nói gì thế à? Tao dạ, mà đi ăn cám à? Con lấy bà tha cho con à? Mẹ ơi mẹ! Cái gì? Nó ví mẹ với lợn đấy. Mày vào chỗ ngồi ngay. Con này thật... rời đất ơi. Dạ. Nói lại. Dạ. Con nấu cám cho lợn, con thổi cơm cho bà. Vâng ạ, à, tôi ăn cơm ạ. À. Vâng. Rồi tối con lên nồi nấu mắm. Thôi được rồi, đủ rồi, gớm mày nói lắm thế. Thôi. Dạ. Để cho cháu khai đi. Dạ, khai thế thôi ạ. À. Vâng, nó làm có bao nhiêu việc đấy thôi đấy mà. Thật sự tôi cho nó ăn no đẫy ngày 3 bữa đấy ạ. À. Đây con khai với tòa đi. Có phải sáng coi như là bà cho con ăn khoai, đúng không? Rồi trưa thì ăn sắn, rồi tối hút cháo ngô, đúng chưa? Thế mày sống với tao mày sung sướng quá mà. Dạ, mà ở với bà con sung sướng lắm. Đấy, tôi bây giờ khai đi nhá con nhá. Đây, bây giờ...
mày khổ lắm đấy này. Mày khai làm sao, mày thấy làm sao, mày khai thật với tòa nhá. Mày thấy mợ, mợ xô bà như thế nào, mày phải gai. Mày thấy mợ thóc vào cậu như thế nào, mày phải gai. Thôi khai đi. Vâng, này, này, con này, mày nhớ nhá. Thầy U mày còn thiếu bà nhiều thóc lắm đấy con nhá. Nhớ, khai nhá. Vâng ạ, con nhớ khai đi con nhá, khổ quá. Ôi, ra đi con. Dạ, trước mặt tòa con xin xoay những gì con thấy. Con nhớ rất kỹ đêm hôm đó khi con pha nước pha trà dọn giường cho cậu mở hai, con thấy mở hai đang đọc tiểu thuyết, còn cậu hai con thấy cậu sốt ruột lắm. Này dạ cậu. Bạn xuống. Bảo mà tốt tí cậu ghé. Dạ. Mợ, tắt đèn cho tao đi ngủ đi. Bây giờ hơn 8 giờ. Sao cậu cứ quen cái thói ở quê? Ở Hà Nội ai ngủ sớm bao giờ? Tôi bảo mà tắt, sao mà không tắt? Ơi, cậu không thấy tôi đang dọc sách sao? Mà tôi cần đèn để xem sách. Sách vở, sách vở. Mà hình như tôi thấy cậu muốn xuống với mợ Tuất thì phải. Nếu mà cậu muốn xuống á, thì cậu xuống đi, tôi đâu có nói gì đâu. Vơ vẩn, tuất tuất tuất. Mày cũng chết, lên lên xuống xuống. Mà để đèn tôi ngủ không được. Thì cậu cứ xoay lưng vào bên trong mà ngủ. Tôi bảo mà không nghe à, phép ở đâu thế? Tôi xin cậu đấy, cậu có thể để cho tôi yên có được không? Mà cậu muốn tắt á, thì cậu ra mà tắt. Cậu làm cái trò gì đấy? Cậu không có quyền động vào sách của tôi. Cậu... Mà không được láo. Tôi không có láo, nhưng cậu không có quyền động vào sách của tôi. Cậu không... Cái gì mà hình hịch thế hả con? Đêm hôm rồi mà sao lại cứ còn hình hịch thế này? Cái chuyện gì thế hả con? Sao lại cứ tiểu thuyết suốt ngày? Cái gì? Lại đọc sách nữa à? Rồi sao cứ sách mãi vậy mợ? Suốt ngày mợ cứ học như thế này, chả biết học làm gì này. Tôi nói mợ nghe này, học cho lắm thì tắm cởi chuồng mợ ạ. Nha. Học làm gì? Học là tính là vượt mặt chồng đấy à. Này nha, khôn ngoan thì cũng thể đàn bà, mà dẫu rằng vũng dại cũng là đàn ông, biết chưa? Có học lắm không thể nào qua mặt chồng được nha. Thôi nha. Chết. Sách với chả vở ấy. Con, ôi dồi ôi, thương thằng bé tròn mẹ nhảy. Sao vậy? Sao mặt mày cứ cau cau có như thằng khó hết tiền mày con? Cười mẹ con coi nào. Cười cạn, cười cạn, cười cho cạn, cạn. Đấy, xinh thế còn chưa lại đấy. Sao giờ chưa đi ngủ hả con? Đi ngủ rồi còn mai còn lấy sức mà đi nghe hát cô Đào chứ. Cái gì? Biết tuất rồi, nó đang chờ con dưới phòng đấy. Nhưng mà rúm lần cho nó gãi lưng cho mà ngủ nhá. Đấy, sao lại... Thôi được rồi, ngày mai muốn đi đâu chơi thì đi. Con cứ xài gì con xài nhá. Nhà mình ruộng đồng châu nái, con nạ tiền dưng bạc bể, cứ việc xài cho vui nhá. Biết tuất rồi, đấy, biết tuất mà. Đây tôi vẫn nhìn cứ xót, đây tôi đã thật bảo như ngày xưa trẻ cứ phọt 5-7 thằng con thì không sao. Có mỗi thằng con này cứ nhìn là xót. Nó ăn mình cũng xót nhé, nó ngồi mình cũng xót. Mà nó đi ngủ với vợ nó mình lại còn xót hơn chứ lại. Đi vậy ấy. Sao? Chúng mới tốt à?
được rồi. Đấy, nhưng mà này, mẹ đi coi tử vi cho con rồi đấy nhá. Con thì cái số con nó phong lưu lắm rồi, ôi, tiền bạc vật chất chả cần gì hết. Mà về tinh thần đấy nhá, con nó chỉ có khổ vì cái con này. Chỉ có khổ vì con này thôi. Tôi thật mở. Mở là mở sướng lắm rồi đấy. Sướng vô cùng rồi đấy. Để chồng nó cứ kề cận thế này này, chồng hiền như thế này, nó cơm nhà quà vợ như thế này là phải mừng đấy. Tôi ngày xưa tôi làm dâu tôi khổ lắm mợ ơi, chả được như mợ bây giờ đâu nha. Đây cho mợ nghe này, làng trên xóm dưới người ta nhìn mợ đó nha, người ta thèm cái địa vị của mợ lắm, mà mợ cứ mặt lưng mày vực như vậy là coi không được một tí nào cả. Đây này, mợ có phúc mà mợ không biết hưởng phúc đây này. Đây vợ chăn á thì mới biết chăn có giận. Hôm nay mợ ăn gan rời à? Sao mà mợ lại dám giả lời tôi thế à? Làm sao? Ở trong chăn với chăn có giận à? Thế thì hằng đêm mợ đắp chung chăn với ai thế nhỉ? Hằng đêm mợ đắp chung chăn với thằng chồng mợ là cái thằng thân này này. Thế thì thằng thân này nó là con giận à? Mà nếu nó là con giận thì tôi là mẹ con giận à? Có nghĩa là mợ chửi cả gia đình tôi là đồ súc vật đúng chưa? Ôi trời ơi, mợ quá to gan lắm rồi đấy, con thấy chưa? Nó chửi nhà mình là đồ súc vật đấy này. Mà giá như nó chửi mình là trâu là chó thì còn to lớn, nó chửi con giận thì nó hèn hạ lắm. Con ơi trời ơi, mày là chồng mà mày hèn nhá, mày còn đứng như thế à? Mày sang mày dạy nó cho tao, mau lên. Ai dạy ai? Động một tí thì dạy, tôi không có cần ai dạy. Ôi, tôi láo với mẹ ông à? Đấy, mất dạy. Mất dạy ư? Mất dạy là bắt nạt người đàn bà yếu đuối, là hèn nhát một lũ. Trời ơi, mày nghe nó chửi lại mẹ chưa? Mày nghe nói thế chưa? Thế thì bây giờ nha, tôi nói cho mợ biết nha, tôi đánh mợ xem mợ có bảo tôi hèn nhát không nha. Mợ đừng có tưởng nha, không ai có quyền chửi tôi, cũng không ai có quyền đánh tôi. Mà tao có quyền trong cái nhà này. Tôi đánh xem mày có dám chửi tao không? Hả? Tôi không chửi người khác. Chửi người khác tức bẩn mồm mình. Úi giời ơi, con nghe chưa? Mày nghe rõ ràng chưa? Nó hỗn láo như thế, mày còn đứng như phóng thế này à? Mày dần xác nó ra cho tao. Mày đi tù tao chịu tội bao lần, dần xác nó ra. Bà cũng là người, tôi cũng là người. Bà... Cái gì? Mày bà, muốn cái gì hả? Mày muốn bà cái gì? Bà mà đánh tôi không... Mẹ già như thế này mà nó đẩy mẹ già như thế. Ôi giời ơi, nó giết tôi, giời ơi. Con trai ơi là con trai, mày để nó giết mẹ mày. Ôi giời, tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Bà đừng có vu oan cho tôi. Ôi, cái gì đây này? Ôi, mày để nó đi thế à? Thằng này, mày để nó đi thế à? Đúng rồi. Đi xa. Sống thì đứng lại. Cậu không có quan trọng người tôi. Con xem. Tôi cấm cậu không được đụng vào người tôi. Vào đóng cửa hết cho bà, mau lên. Tôi được thì dạy nó cho tao. Không có quyền được cả. Đó. Đúng đấy, con hôm nay được đấy, anh hùng đấy. Mày dạy nó cho tao. Tần với nó một trận cho tao, mau lên. Không. Mau lên. Không ai có quyền đụng vào người tôi. Tần nó ở đây. Mau lên, con. Không. Cậu ngã mà con dao cậu chết rồi mà. Con dao của tôi. Cái gì đây? Hả? Tôi không, không phải tại tôi. Tôi xin lỗi cậu. Ôi, con tôi. Kính thưa quý vị, theo lời của nhân chứng cuối cùng và những gì quý vị đã chứng kiến, chứng tỏ là cô Nguyễn Thị Loan không cố ý giết người. Nay tòa tuyên bố Nguyễn Thị Loan vô tội. Kính thưa quý vị, một khi Nguyễn Thị Loan vô tội thì sẽ trở thành nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.
nữ ca sĩ Y Phương.